Soi kèo bóng đá hôm nay Sheffield với Man City diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 5 tháng 3 tại sân Hillsborough, FA Cup 2019 2020 Dẫu được chơi trên sân nhà ở vòng đấu vừa qua và đón tiếp một đội thủ cũng không quá vượt trội ở mùa giải này như Derby, nhưng Sheffield đã để thua chóng vánh trước đối thủ với tỷ số 1-3 một trận đấu mà người hâm mộ của thầy trò huấn luyện viên Gary Mang đã có thể nghĩ đến chuyện ra về. Từ sớm, khi chỉ mới 30 phút thi đấu đầu tiên, thì thủ thành của họ đã phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần, và nỗ lực ghi bàn của Windows chỉ góp lầm khiến trận đấu bất phần tẻ nhạt. Với trận thua này thì Sheffield vẫn đang dẫm chân tại chỗ ở vị trí thứ 12, trên bảng xếp hạng giải hạng nhất Anh với 48 điểm, hiện vẫn đang kém nhóm được tham dự playoffs thăng hạng là 8 điểm. Trải qua 5 trận đấu gần đây, thành tích mà họ có được là một chiến thắng, một trận hòa và để thua đến 3 trận. Đến với vòng năm FA Cup mùa này, dường như cơ hội để Sheffield Tiến xa hơn đã không còn từ khi họ có được chiến thắng ở vòng 4, bởi chiến thắng đó đã đưa họ đến việc phải đón tiếp Man City đến làm khách. Dẫu cho có được lợi thế không hề nhỏ đến từ sân nhà, nhưng với phong độ nghèo nàn như hiện nay và cùng với đó là sự chênh lệch rất lớn về đẳng cấp giữa hai đội bóng, thì chiến thắng ở trận này đối với thầy trò huấn luyện viên Gary Mang là điều quá xa xỉ thiết nghĩ Sheffield West nên từ bỏ giải đấu này, và thay vào đó dốc toàn lực cho mặt trận hạng nhất Anh, nơi mà họ sẽ sắp phải đến làm khách trước Brentford, một đối thủ ảnh hưởng rất nhiều đến việc được thăng hạng của họ mùa này. Về phía đội khách, Man City vừa bảo vệ thành công ngôi vương của mình tại League Cup mùa này, khi trong trận chung kết với Aston Villa, thì họ đã xuất sắc hạ gục đối thủ với tỷ số 2-1. Một kết quả hoàn toàn nằm trong dự dính của người hâm mộ, và chỉ có điều họ ghi bàn thắng ít hơn so với những gì mà người ta tưởng tượng. Đây đã là lần thứ 5 The Citizens lên ngôi vô địch giải đấu này, và cũng là lần vô địch thứ 3 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Trước đó, tại vòng 4 FA Cup, Man City cũng không gặp quá nhiều khó khăn để có được chiếc vé đi tiếp, khi đối thủ mà họ phải chạm mặt chỉ là cái tên Fulham, và đội bóng thành Manchester đã không ngần ngại hủy diệt đối thủ với tỷ số 4-0 ngay, trên sân nhà. Trở lại với chuyến hành quân lần này, rõ ràng với tinh thần đang rất thăng hoa như hiện nay thì việc phải đến làm khách trước Sheffield sẽ không phải là nhiệm vụ gì quá khó đối với Man City, nếu như họ thi đấu đúng với thực lực của mình. Cần biết trong 4 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận thì the Citizens vẫn đang toàn thắng cả 4 trận và trong đó có đến 3 chiến thắng trên đất khách. Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn đang bất bại trước Aston Villa với 5 chiến thắng và chỉ để cho đối thủ có một lần cầm hòa duy nhất. Một chiến thắng nhẹ nhàng ở trận này đã quá đủ đối với Man City, bởi họ cần giữ thể lực khi vào cuối tuần này. Họ sẽ bước vào trận derby thành Manchester tại Old Trafford. Dự đoán kết quả Sheffield vs Man City. Dự đoán tỷ số 0-2. Chọn kèo châu Á Man City chấp 2 trái. Chọn kèo tài xỉu xỉu. Hãy nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.